Chiều ngày 12 tháng 5, tại đơn vị bầu cử số 6 xã Chính Nang, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lang Chánh phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Chính Nang tổ chức hội nghị gặp gỡ tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Năm ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6 xã Chí Nang bao gồm ông Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; ông Lương Văn Tứ, chuyên viên Phòng Kinh tế Hạ tầng Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh; ông Hà Văn Tầm, Bí thư Đảng ủy xã Chí Nang; bà Lê Thị Hương, Chi hội trưởng Phụ nữ Bản Cải xã Chí Nang; ông Vi Văn Tiệp, thôn đội trưởng thôn Hắc xã Chí Nang. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, các ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, trong chương trình hành động của các ứng cử viên đều nhấn mạnh sẽ phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân, lắng nghe tổng hợp các ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với huyện về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân, tích cực nghiên cứu học tập đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau khi nghe các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri xã Chí Nang gửi gắm đến các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, đại diện cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 6, ông Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các vấn đề cử tri nêu ra vào chương trình hành động công tác. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, sẽ nguyện cố gắng hết sức mình, đem trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin của cử tri và nhân dân. Thông qua hoạt động này nhằm tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với những người ứng cử, hiểu rõ hơn về người ứng cử, trên cơ sở đó cân nhắc lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.